ai đón xuân với những bồi hồi mà riêng ta sầu nhớ lâu rồi. Em đi đi xây nghìn dáng giờ, hương tóc bay trong đời quên ngày xưa. Ngày xưa hoa bướm chung đường, ta đón em với cả nồng nàn truyền mối thơm rẽ lối xuân hồng. Nghe đam mê chung hơi thơ, hoa lá sang tay mời vai kề vai, nhìn nhau mắt nói thay. Tay vinh túi căng xuân tìm mà nay lỡ duyên thêm hết rồi người đành xa đi. Ta đứng đây mấy ngã đường nhỏ, đời lang thang tròn kiếp sông. Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Thì buổi sáng ngày đầu tuần thì bên cửa hàng tiếp tục có một ít đẩy, thì ngày hôm nay thì quyết định thanh lý cho anh em với cái dòng công suất cũng khá là lớn. Công suất của này thì khoảng 800W trên một kênh, anh em có thể đánh được hai cặp loa 30 dòng côn 76 và cái dòng 40 côn 76 thì cũng tương tự nhé. Đối với cái mạch đời này thì nó sử dụng mạch rất là cao, chỉ sau mạch class TD một chút, đó là mạch class đời cao có bù áp anh em nhé. Thì với cái mẫu này thì anh em chơi gia đình hay là anh em đánh loa kẹo kéo ấy, thì anh em có thể đánh được rất là nhiều loa, và đặc biệt là tiếng của những cái dòng mạch này tiếng rất là căng, tiếng bắt lực và giải lời rất, khá là tốt. Thì cái mẫu này thì bên cửa hàng đã có bán cho anh em là những cái mẫu 3 kênh mạch class TD đấy, và những cái dòng 2 kênh này thì cũng rất là ít hàng. Vì cái phân khúc chơi gia đình thì nhiều anh em sử dụng ví dụ một môn tăng tiếng bát mà anh em có xúc điện rồi thì anh em không cần thiết phải dùng những đẩy nhiều kênh. Và với cái đẩy 2 kênh thì thường thường nó sẽ độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ là anh em sử dụng 5-6 kênh thì chỉ trừ khi là anh em tìm được những chiếc đẩy nó đẹp một chút ấy, thì cái độ bền nó cao. Ví dụ là giả sử là 5 kênh để hoạt động trọn vẹn thì đòi hỏi là phải tuyển chọn khá là kỹ những cái mẫu đẩy như vậy. Và bên cửa hàng tôi cũng như vậy, với những cái mẫu đẩy nhiều kênh thì phải chọn những cái hàng nó đẹp một chút mà cái độ bền nó cao. Và cái thương hiệu này thì thương hiệu này tiếng Anh thì đọc rất là khó, thì cái mã của nó là ME452, dòng cục đẩy bãi 2 kênh công suất 800W, và đây là thương hiệu của Anh Quốc nhé. Cái dòng này nó về với cả dòng loa đấy, dòng loa tai non. Nói chung là tiếng Anh thì đọc thì anh em khó nhớ thì cứ nhớ cái mã là ME452, dòng công suất 2 kênh và sử dụng mạch class H đời cao. Đời cao hơn cả mạch class H thông thường nữa, nó chỉ sau của TD một chút. Bởi vì là đây nó sẽ sử dụng cho anh em là những cái thanh tản nhiệt bằng đồng. Cái này nó chỉ thiếu là thiếu về những cái cuộn cảm nhá, cái cuộn cảm bình thường TD của nó. Bình thường thế này thì nhiều anh em sẽ bảo là TD, nhưng nó không phải, nó là mạch class H đời cao anh em nhá. Nó chỉ sau TD một chút thôi. Và con này thì nó sử dụng rất là nhiều các vỉ đứng và các IC xử lý tiếng, thanh tản nhiệt thì bằng đồng, đặc trưng của những dòng mạch class TD. Đấy, nó chỉ sau mạch class TD một chút thôi. Thì đây thì cửa hàng đã bỏ ra, và cái giá thành này thì cũng tiết lộ cho anh em chút một giá cực kỳ là tốt. Giá của nó chỉ ngoài 3 triệu. Và ngày hôm nay thì nếu anh em có nhu cầu đặt hàng thì bên cửa hàng sẽ báo giá cũng như là báo ship cho anh em luôn. Chung một mẫu đẩy rất là thương hiệu. Thương hiệu này thì phải nói là dòng đẩy bãi thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Thì đây con này nó sử dụng cho anh em lên tới 8 tụ, và ở cái phần lọc nguồn của nó thì nó sẽ qua một cái relay này, và ở phần xuất của nó 2 kênh thì nó sẽ có 2 relay. Và cái tín hiệu cấp của nó thì rất là nhiều tín hiệu cấp. Đối với mạch class AB hay là mạch LA thì cái nguồn cấp của nó rất là ít, nó như dạng mạch class AB nâng cải tiến thì bắt buộc sẽ sử dụng nhiều xòa công suất. Đối với mạch class H thì nó sẽ chia ra làm hai loại mạch, mạch class H hữu dụng và có bù áp, và mạch class H đời cao nó chỉ sau cải tiến sau mạch class TD hay là mạch class D. Thì con này thì cực là đẹp, nguồn biến áp thì tầm khoảng 17 cm nhé, và sử dụng hai quạt gió
Và cái bo công suất của nó thì hoàn toàn sử dụng bằng linh kiện vỉ cắm chân đây nhá. Linh kiện vỉ cắm chân này thì nói chung là những anh em thợ giỏi thì tất cả các loại mạch thì đều, nó đã sinh ra đẩy thì tất cả các loại mạch đều sửa được anh em nhé. Nhiều anh em nói là mạch này khó sửa, mạch kia khó sửa, nhưng nếu mà đã thiết kế ra thì nó sẽ có linh kiện cũng như là có người sửa được. Nói chung là những cái mạch này thì cực kỳ bền rồi, linh kiện tắm chân toàn những cái chân trở này, chân trở cũng như là những cái con tụ đấy, toàn những đồ hàng hãng hết anh em nhé. Con này thì nó sử dụng dàn cầu chì ở trên main, trên bo, và sử dụng rất là nhiều cầu chì. Nói chung là rất an toàn, con này thì không bao giờ chết xuất anh em nhé, không bao giờ chết xuất. Con này nó thiết kế đằng sau thì nó tương tự như dòng máy Class TD, nó sẽ chiếm hết cái phần tản nhiệt bằng đồng ở đằng sau. Và cái này thì nó ghi ở số series, số lô. Cái này thì nó sẽ cho anh em đánh này, đánh bride, đánh 1 cộng 2 cộng nhé. Anh em nhớ là bride và 1 cộng 2 cộng. Thì 1 cộng thì nó sẽ là dương và 2 cộng sẽ là âm. Nếu mà sử dụng lưu trích chuyên nghiệp, cái này nó sẽ sử dụng lưu trích chuyên nghiệp. Đối với đẩy 3 kênh thì nó sẽ sử tận dụng ở 2 cộng 2 trừ ở kênh B. Nếu con này thì 2 kênh thì nó sẽ độc lập 2 kênh. Thì anh em có thể gắn vô hai cái đường lưu trích này và hai cái đường ra loa. Ra loa đây, ra loa thì nó không sử dụng cầu loa, và hai tín hiệu vào thì có input và có chế độ đánh anh chập kênh này, chế độ đánh sister cũng như là đường link bằng jack canon. Đây hiện tại đang test nhạc mộc cho anh em bằng hai jack đực nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì quyết định cửa hàng thanh lý cho anh em một ít đẩy để thu hồi vốn. Thì giá thành ngày hôm nay cực kỳ là tốt anh em nhé. Giá của nó là 3.400.000 một con đẩy thương hiệu của Anh Quốc ME452. Và giá này thì nếu anh em đặt luôn thì sẽ bên cửa hàng sẽ bao ship cho anh em. Giá cực là tốt, một con đẩy 800W trong kênh thì hầu như là không có con đẩy nào qua con đẩy này anh em nhé. Và nếu anh em thật sự muốn mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855 899.